Xin chào đến mọi người. Hôm nay thời tiết riêng đối với lại mình thì rất là đẹp, rất là thoải mái khi với cái thời tiết này so với những cái ngày mà nắng nóng mình hay tiếp xúc. Thì với cái thời tiết như này đó thì dự định khi sáng đó thì Google cũng có tính đi những cái tỉnh lân cận để mà thăm đến những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà mình có nhận được cuộc gọi điện từ một người quen ở trong cái danh bạ thì mình có lưu là anh Khánh Hawaii. Thì anh Khánh này là hiện tại là đang định cư ở Mỹ. Thì anh Khánh anh có rủ mình là đi uống cà phê, tại vì hai anh em thì chỉ nói chuyện với nhau qua điện thoại những cái lúc mà anh Khánh giữ con. Thì ảnh cũng có nói là tháng 11 này ảnh có về Việt Nam, thì có gì gọi điện ra anh em gặp mặt. Trên 10 năm rồi không có gặp trực tiếp với nhau. Anh Khánh á, là mình gọi ảnh là một người thầy, một người anh và cũng như là ân nhân của mình. Thì từ ở cái giai đoạn đầu khi mà chập chững mà chân bước chân ráo lên trên Sài Gòn đó, thì anh Khánh ảnh có cu mang đến cho Goodfood, những cu mang ví dụ như là tạo chỗ ở cũng như là ăn ở, dạy mình nghề sửa xe với lại dạy cho Goodfood ăn chơi nữa mọi người, ăn chơi trong ngoặc kép nha. Đó thì một người thầy, một người anh, một người bạn đối với mình. Thì hôm nay ảnh về thì ảnh rủ Goodfood cà phê đó, nên là mình cũng thôi mình nói là xin phép những cái hoàn cảnh. Thì trong ngày hôm nay thì không có đi ở cái tỉnh nhưng mà cũng đi thăm một cái hoàn cảnh ở bên chính. Thì anh Khánh anh cũng có xem những cái video ở trên kênh GoFood, thì anh nói là thôi hôm nay đi chung với lại GoFood để mà trải nghiệm cái cuộc sống. Thì đang đợi anh ra nè mọi người, đang đợi anh ra. Đây là công viên Lê Thị Riêng ha. Ở đây mọi người, hai anh em cuối cùng cũng tới cái địa chỉ mà cái hoàn cảnh của một cái chị liên hệ. Đây cho anh Khánh Hawaii lên hình luôn nhé. Đúng rồi, là chị là con của cái cô đang ở nhà hả? Dạ. Là chị bao nhiêu tuổi? 24 hả? Hoặc là kêu em đi ha, nhỏ tuổi. Rồi bây giờ là tình hình của mẹ em như thế nào? Mẹ em bị ung thư giai đoạn 4 hả? Ung thư giai đoạn 4 hả? Hồi sáng gọi điện nghe nói là không có tiền đi bệnh viện. Rồi em đang ở nhà chăm mẹ hả? Dạ đúng rồi. Em đi làm mà như nào mẹ không đi bệnh viện đi làm. Rồi sao mà biết ở trên kênh của tụi anh? Em không biết, mẹ em ba kiếm á. Em cũng kiếm mấy người mà không có giúp. Cũng có liên hệ nhiều kênh. Dạ. Em nói nếu muốn xác minh được tới xác minh luôn mà người ta không chịu. Chỗ ở trong đây là chỗ thuê hả? Ở đây hả? Đây, phòng. Chào chị nha. Chồng của em là đi làm. Dạ, chồng đi làm. Rồi ba em cũng đi làm. Không, ba mẹ em thôi là. Ba mẹ thôi. Dạ. Rồi chồng em đi làm, rồi em ở nhà thì em lo cho mẹ. Dạ. Nhìn chị khác so với ở trên hình ha.
Để em rút điện hả? Chị tên gì? Lê Thị Minh Hương. Hương. Dạ. À. Em nói chuyện với chị được hay là nói chuyện với lại con gái chị? Nói chuyện với ai cũng được. Cũng ai cũng được ha. Để em gắn cái mic cho chị để mà nói chuyện dễ nghe nha. Bây giờ chị Phương đau ở đâu rồi bây giờ là không có tiền đi bệnh viện hả chị? Dạ, em bị ung thư vú. Bây giờ mới cha vô thuốc lần đầu ở bên bệnh viện. Ông bố bữa thứ hai nè bị sốc thuốc nằm bệnh viện. Rồi mom 3 ngày mới về. Giờ nó đau bụng qua tới giờ. Làm nước hay gì em? Dạ. Thôi khỏi đi. Dạ. Em uống có nước rồi. Được rồi, có gì ra là phụ mẹ hay gì đó, khỏi nước được rồi. Em xem xong rồi, em đi ăn đó. Chị bị bệnh lâu chưa? Bị 2 năm. 2 năm nay là đang điều trị tại ung bú hả? Dạ. Rồi bây giờ không có tiền rồi bỏ điều trị, với lại là bây giờ đau quá rồi. Mới vô thuốc mà bữa thứ hai bị sốc thuốc nằm viện hết mấy ngày mới về. Nếu mà chị nói chuyện với em mà chị nói là chị mệt đó thì chị nói thôi nha. Dạ. Thế là mệt thì thôi, chứ em thấy chị giờ sáng giờ không ăn gì được, hôm qua giờ. Dạ đúng không? Cứ đau bụng biết luôn, bởi sốc thuốc cũng bị đau bụng vậy đó. Giờ sao đi bé? Dạ. Ý là có nói với lại chồng em hay là nói với mẹ là đi trạm xá hay là đi bệnh viện chứ đau gì rồi sao chịu nổi? Ý là tính tiếp tục là đi vô bệnh viện ung bú hay là đi cấp cứu? Đi bệnh viện. Đi. Bác sĩ điều trị nói về nhà có gì thì qua bệnh viện quận 2. Bây giờ đau bụng quá, đau qua tới giờ. Đau ở bên đến đau vòng vòng cái bụng. Bên ta thấy cái chị dịnh ở bên trái nhiều. Cái bụng làm như bị trương lên phải không? Dạ không, mà em mới bị khối vô bụng mới vô thuốc chắc cũng ảnh hưởng như đó. Có cái u bụng hả? Dạ. Là bệnh ở giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn 4. Có khối u. Dạ. Có hay bị như vậy không? Hay là đây là lần đầu tiên? Dạ lần đầu tiên. Mới vô thuốc, sốc thuốc tới nay bị. Sốc thuốc hả? Dạ. Sốc thuốc xỉu trong bệnh viện rồi đưa cấp cứu. Nằm viện mấy ngày. À, bây giờ là ví dụ nha. Anh nói ví dụ là mẹ đi cấp cứu là ai chở mẹ đi? Em chở. Em chở được hả? Dạ. Xe đâu? Xe em lấy đi công chuyện. Là có khoảng bao nhiêu tiền là đi cấp cứu được? Em không biết, giờ vô nó mới biết. Nhưng mà thường thường mình định lượng trong túi mình khoảng 1-2 triệu mình đi được không? Đi vô đó nó đắt đóng 3 triệu. Hả? Bên ở bên ông bố thì vô bắt đóng một lần là 3 triệu thật mến. Còn bên quận 2 thì 2 triệu hay 3 triệu. Tình trạng này là tình trạng là không phải là đi khám bệnh, tình trạng này là bây giờ kiểu là họ gần gần như cấp cứu á. Dạ. Là có được nhiêu tiền rồi gia đình mình? Nhưng mình giờ còn được 70.000. 70.000 hả? Dạ. Chị dở nhẹ cái bụng chị lên cho em coi chị Phương. Cái bụng luôn bình thường hả? Bụng bình thường à. Nhưng mà trong đó là có khối u hả? Dạ. Không, cái này bị khối như là cái cục máu tụ lên. Lấy cái gì vậy? Lấy tiền cho anh coi. Lấy tiền hay lấy hồ sơ cho anh coi? Lấy tiền. Còn nhiêu tiền? Ở sáng giờ nó kêu mua thuốc uống đâu có tiền đâu mà. Bây giờ sắp xếp đi liền à? Đi liền hả? Đi liền à? Chứ bây giờ đau quá rồi sao? Sao không có tiền hả? Dạ. Sao không có tiền? Không có tiền, bạc với nhân.
bây giờ thôi về tình huống này trước mắt đó là mình xin phép là mình trích tiền từ Mạnh Thường Quân gửi cho mình trước à, để mình gửi cho hai má con của chị Phương, nếu mà con gái chị Phương được. Hương hả? Mẹ tên Hương hả? Dạ. Hương à, mẹ con của chị Hương, để mà đưa đi cấp cứu liền bệnh viện gần nhất chứ. Chị lấy cái gói hay là chị ôm hay là như thế nào à, em để coi em tên gì? Em Nhi. Nhi hả? Em kéo nè, em chỉ nè, em kéo cái dây kéo đầu tiên nha. Không, dây đúng rồi, em kéo ra, kéo ra rồi có cái chai dầu xanh trong đó rồi. Có không? Đúng không? Rồi em xé ra đi. Rồi xé ra rồi em ho cho mẹ trước đi. Ho cổ rồi nói việc gió hay là gì đó, rồi ho trong bụng cho nó ấm. Bụng ấm lưng trước cái đi rồi tính sao. Bệnh viện quận 2 gần đây không? Dạ cũng gần. Nó là đường Lê Văn Việt á hả? Lê Văn Thịnh. Alo. Alo. Thôi đi. Sao nghe vậy? Từ từ đi, không đừng có gấp, từ từ. Thử thôi đi. Đây. Kho bụng, kho lưng rồi cho nó ấm. Việc gió gì đó rồi kho vô mũi rồi đó. Có mắc khối thì cứ niêm thử một miếng cho nó đỡ. Cái này xanh. Xanh này à. Mẹ mới sụt mười mấy ký, mấy tháng. Mẹ em bao nhiêu tuổi à? Mẹ em 44 tuổi. 44 tuổi? Dạ. 44 còn trẻ. Con cô 50 rồi. Cô 50 rồi. Em ở nhà em chăm cho mẹ được bao nhiêu ngày rồi? Mẹ em... từ lúc nhập viện vô giờ là 4 ngày, sáng 6 tới bây giờ đó em ở trong tháng 6 tới giờ luôn hả? Dạ. Em mới làm được có nửa tháng, như mấy ngày mà mẹ không đi bệnh viện em tranh thủ em đi làm. Thôi vô lưng rồi đó, cứ từ từ đừng có gấp, nhưng mà không có người ấy thì mình kêu xe ôm hay gì đó mình chở đi. Từ sáng giờ không ăn uống gì hả? Dạ không, ăn sáng nấu cơm thôi, không ăn. Là mẹ của em là có mấy người con? Có hai người. Em với thằng em hả? Dạ. Thằng em nó có đi làm không? Em nó mang thất nghiệp. Nó bao nhiêu tuổi? 18 tuổi. Nó bị mất giấy chứng minh rồi nó không đi làm. Còn chưa làm giấy tờ được, ở đâu làm được, xin mấy chỗ người ta chưa nhận. Rồi là mẹ của em là quê gốc ở đâu? Quê gốc là Tiền Giang. Tiền Giang hả? Dạ, nhưng mà trong giấy hồ sơ là An Giang. Cha mẹ em với nhau đó, chuyển hồ sơ về An Giang đó. Tiền Giang là ở đâu? Tiền Giang ở Cái Bè. Cái Bè? Dạ. Anh giờ hả? Đúng rồi, Thoa đi, Thoa làm bằng chân rồi đi. Bị ở bên phần trái người thấy rồi cái phần vệ sinh với lại dây nhợ ở trong phần trái người thấy nó thấm ra ngoài cái áo luôn, có cái màu cái này là mũ à. Đây này nó không chảy máu nữa, lúc trước nó chảy máu nữa, giờ bớt rồi.
Em có chuẩn bị gì không? Ví dụ như là đồ đạc thôi. Giấy tờ rồi đó. Giấy tờ thì em có sẵn rồi. Đi đi thôi, rồi quần áo nó không kêu em đem lên. Chỗ này chỗ trọ của ba mẹ con đây. À đây có cái hình của chị Hương hay gì? Hình của chị Hương. Trong khi đợi con trai của chị Hương về đó thì họ quay cho mọi người xem một chút xíu về chỗ ở. Thì trước mắt là đây một cái góc, cái góc nhỏ để những cái dụng cụ mà vệ sinh cho chị Hương, kéo nè, mấy cái thao nhỏ nè, mấy chai vệ sinh ở dưới đây, bông gạc rồi các thứ, thuốc giảm đau rồi. Bên trong góc bếp như có mấy cái lá này, không biết phải chị Hương chị sử dụng, chị uống thuốc nam hay sao. Anh Khánh, anh Khánh kêu con Nhi giùm em. Anh Khánh, Nhi ơi, Nhi đâu? Nhi, kêu nó giùm mà cô. Ủa là hai mẹ con là ở riêng hai phòng hả? Dạ, nói riêng. Cho có sự riêng tư ha. Dạ. Tại là trước đi làm được là ở riêng. Như em ngồi đây anh nói cái này nha. Dạ. Bây giờ trước mắt á là anh thay mặt Mạnh Thường Quân anh gửi đến cho mẹ em 5 triệu đồng. Dạ. Ha, để có tiền đóng tiền viện phí cấp cứu. Dạ. Rồi thì sau đó thì đi khám coi coi rồi với lại cấp cứu coi coi tính sao. Chứ mà bây giờ mà mẹ em mà đau như vậy là anh nghĩ là cao tay lắm là 1-2 ngày nữa là sức khỏe là chịu không nổi đâu. Dạ. Nha, kiệt sức rồi đau nữa. Để anh đọc nha. Đây, GoFood xin phép được thay mặt cho Mạnh Thường Quân ở trên kênh ỷ gửi cái khoản tiền 5 triệu đồng trước cho chị Hương để mà chị đi cấp cứu ha mọi người. Thứ nhất là của chú Sang ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là cô Nguyễn Thị Nguyệt ở Úc là 1 triệu. Thứ ba là Lâm Ngọc Nhi ở Úc là 1 triệu. Thứ tư là anh Bao Tuyên ở Cali, Mỹ là 1 triệu. Thứ năm là của chị Minh ở Úc là 500 ngàn. Và cuối cùng á, là thứ sáu là của chị Tâm ở Biên Hòa, Đồng Nai là 500 ngàn. Thì tổng cộng là 5 triệu đồng ha. 5 triệu đồng. Nè, em đếm lại giùm anh coi. Tại vì anh cầm có một tay à. Em đếm lại anh coi đủ 5, 5 triệu không. Đủ rồi ha. Giờ trả đi con bún á. Mỗi ngày em bác sĩ mai dặn vậy đó. Cái xe mai dặn nhưng mà cũng không. Cái xe mai dặn là về nhà có gì vô thuốc rồi về nhà có vấn đề gì qua bên bệnh viện quận 2. Bác sĩ ở ông bú dặn có vấn đề gì thì qua quận 2. Ủa mà chị đang điều trị tại ông bú mà. Tại vì bác sĩ mai dặn vậy, bác sĩ ở bên ông bú dặn vậy. Tại vì bác sĩ mai nó làm bên đó thì tiền nhiều lắm. Nếu mà qua quận 2 thì nó bảo hiểm vậy đó. Từ trước tới giờ là chưa gặp lần nào như lần này đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây là lần đầu tiên hả? Dạ. Thôi vậy đi đi. Thì anh tưởng là nhiều lần rồi. Dạ anh đi theo hả anh? Để coi như thế nào. Dạ. Bây giờ là em với lại em trai của em chở mẹ đi phải không? Dạ. Nếu mà sắp xếp được thì anh sẽ qua đó. Còn dạ. Nếu mà anh không có thời gian đó thì thôi thì em đưa mẹ vô đó trước đi. Dạ. Rồi có cái tiền này thì đóng tiền viện phí thì được rồi đó. Ví dụ như mình đóng 1-2 triệu ban đầu thì được rồi đi khám. Cái số điện thoại nãy em gọi cho chị là số của em ha. Dạ. Có gì chị kêu Nhi gọi cho em. Đi liền đi. Đi liền đi chứ để mà.
Nhà cửa thì coi trong đó không có gì thì gửi cũng được. Nhi có đi không? Còn mấy chị đứng đó để đây, Nhi nó dìu chị đi. Đi rồi coi chừng bị chóng mặt cái rồi nè. Rồi ngồi đó đi. Tống ba đi luôn hả? Đi được thì em mua Grab đi. Ờ còn không được thì kêu Grab taxi đi. Ở đường Lê Văn Thịnh đúng không? Dạ. Là hết đường Lã Xuân Quai là quẹo trái, quẹo phải ra tới phải không? Không, đường Lã Xuân Quai là Lê Văn Việt. Còn Lê Văn Thịnh là hướng bên kia là anh. À Lê Văn Thịnh là Nguyễn Duy Trinh. Dạ đúng rồi. À, sao không qua bên Lê Văn Việt luôn? Lê Văn Việt cái bệnh viện đó mẹ em mới hỏi không đau lưng mà đau lưng chứ. Mà vô giọng nó không có làm gì hết, cái thuốc như vậy. À. Vậy thôi vậy em đặt đi, đặt xe taxi đi, kêu taxi đi. Chứ mà đây qua bên quận 2 thì nó xa. Từ nãy anh trong đầu anh nghĩ là ở bên Lê Văn Việt. Rồi chở ba ra ngoài đầu hẻm trước đi rồi lên taxi. Chở hai chở ba cho nổi. Chứ, luôn à, chứ bây giờ không có người ngồi sau là bị té đó. Đây là mình đi luôn Khánh ơi. Dự định của GoFood đó là sẽ hỏi thăm nhiều về cái tình hình sức khỏe với lại là cái hoàn cảnh của gia đình khi mà mình tiếp nhận cái thông tin về cái hình ảnh cũng như là những cái dòng tin nhắn rồi đó mọi người. Nhưng mà trường hợp của chị Hương đây thì mọi người cũng thấy là bây giờ ung thư vú mà ở giai đoạn 4 rồi, ở trong bụng bây giờ có khối u nữa, và mình nghĩ là cái trường hợp của chị là nên đi cấp cứu gấp, nên là cũng không có chia sẻ nhiều với cô chú anh chị, để lần sau đi, có thể là ngày mai mình sẽ thăm chị Hương. Theo như cô chú anh chị thì nên là đưa chị Hương đi bệnh viện ung bướu hay là qua bên bệnh viện quận 2 như theo cái lời tư vấn của bác sĩ ung bướu mà đang điều trị cho chị Hương. Xe cũng tới rồi, lên xe đi luôn rồi, tại vì quá gấp mà mọi người, rất là đau. Thôi GoFood xin phép được kết thúc cái video ở đây. Có những cái thông tin gì của chị Hương thì GoFood sẽ tiếp tục cập nhật đến cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.